Hai các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Vũ đây các bạn ơi. Được rồi, nhìn tướng thì các bạn biết là hôm nay là mình sẽ chơi con gì đúng không? Vâng, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi đó chính là chơi tất cả skin Mina các bạn ạ. Nhìn kỹ nhá. Tính ra là mình nhìn kỹ lại thì mình phải công nhận là skin mặc định của Mina các bạn ơi. Nếu các bạn để ý cái ngoại hình ấy, xong tự nhiên bây giờ mình nhìn lại mình thấy ngoại hình của Mina đúng đẹp luôn đấy. Nhìn không khác gì là một cái bộ skin luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn kỹ này. Ui đẹp nhở. Vào game thì nó xấu thật nhưng mà mình phải công nhận là bây giờ mình mới để ý là ngoại hình ở ngoài sảnh như thế này của Mina này rất là đẹp các bạn ơi. Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Thì vâng, thì ngày hôm nay ấy là mình sẽ chơi tất cả skin Mina các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại cái nick này ấy đang là ranking 1 mà vừa tròn ấy một cái là Mina ấy đang có tổng cộng tất cả đó chính là 6 cái skin mà có hiệu ứng. Thế nên ấy là hiện tại là mình đang tinh 2 năm sao và mình cũng chỉ còn đúng 6 trận là mình sẽ lên cao thủ. Vậy nên là mình quyết định ấy là mình sẽ làm tự tạo thử thách với lại là vừa chơi tất cả skin Mina luôn là leo lên cao thủ cho bạn cùng xem luôn nhá. Được rồi, vậy thì để xem liệu rằng là ở ngay cái trận đấu của mình, nói chung thử thách của mình hôm nay ấy, liệu rằng mình có leo lên được cao thủ với lại con bài Mina là không. Và đặc biệt là mình leo đơn nha, chứ không hề leo tem các bạn ạ. Mình mà leo tem chắc chắn là mình sẽ lên rồi, nhưng mà mình tự tạo thử thách là mình leo đơn đấy với lại con bài Mina luôn để xem coi là lên được cao thủ hay không nha các bạn. Ồ mà tính ra là mấy cái skin mà hợp tác cùng mấy idol mà kiểu thần tượng nổi tiếng các bạn ạ, thì nó sẽ có một cái bậc thang là S cộng đặc biệt luôn nha. Mình nhớ là cả anh Độ Mishi với lại là Butterfly của Bích Phương đúng không? Hình như là có, ừ đúng rồi, cũng S cộng đặc biệt như này này các bạn này. Được rồi, về cái skin này ấy, thì mình nghĩ là chắc là nó cũng chỉ là phiên bản đổi màu thôi các bạn ạ. Thì nói chung là từ màu tím để chuyển sang màu vàng ấy. Bởi vì là mấy cái skin mà lâu năm thế này thì các bạn biết rồi đấy, hiệu ứng nó cũng không có gì gọi là màu mè nhiều đâu. À quên, hình như skin này là hợp tác cùng với Ninh Dương Lan Ngọc các bạn ạ. Thế nên là nó sẽ nói tiếng Việt nha các bạn ơi. Nói chung là có lòng tiếng đó. Chiêu thì mình thấy cũng chuyển sang màu vàng thì nhìn cũng dịu dịu đó. Đấy, nó vàng khè đó các bạn thấy không? Nó chuyển sang màu vàng khè đó. Cục. Thề tội vãi nồi, cầm con Vanel không được farm các bạn ạ, không được chi game nha. Không được farm, không được chi game các bạn ơi. Bỏ tay chấm com rồi. Bây giờ để ông ra đi, ông tích quyết liệt kim này là được. Cục. Không năm rồi đấy. Nhưng mà tính ra là con Vanel vẫn mạnh nha các bạn. Kiểu đam nó to ấy. Thế nên là mình mà không cover cho Violet là nhiều khi con Vanel nó vẫn đấm lại ấy. Trời ơi. Ê tính ra xong AD mình yếu nhở. Rồi chơi nó. Chơi nó. Lộ lên bắn. Lộ lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi thằng này để tao. Trời. Này chịu rồi. Ăn đâu ấy. Con này lui quá rồi. Đấy, Vio bắt đầu thể hiện thị uy sức mạnh của mình rồi kìa. Bắn á. SP mà hổ báo cáo trồn này. Trời ơi, các bạn nhìn hỗ trợ kìa, hỗ trợ mình 17 luôn rồi. Dã man rồi. Ôi trời. Phai nồi nhìn đam mình kìa mấy ní. Ôi, các bạn thấy cái pha khiêu khích của mình không? Đỉnh vãi trưởng. Ôi, Win đâu rồi? Rồi không win mới lại, trận này mình nuôi trong AD đúng xanh luôn. Được rồi các bạn ơi, thì để xem coi là liệu rằng ngày hôm nay mình chơi hết tất cả skin Mina đó, xong rồi cứ leo lên được cả rank cao thủ hay không nhá. Với con bài Mina thôi nha. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với bộ skin tiếp theo nha các bạn. Đó chính là Mina tiệc bánh kẹo. Thì đây là một skin cũng ra cực kỳ lâu, nói chung rất là lâu đó. Được rồi, thì ở trận đấu này ấy, mình lại tiếp tục chuyển sang DSP. Mình thì muốn cầm con Mina đi top ạ. Nhưng mà thường thì các bạn biết rồi, ở nơi cái rank này ấy, nó mà thấy con Mina thì nó chắc chắn là nó sẽ để DSP thôi. Ít ai cho để đi top lắm. Mà đã thế nhá, trận này mình DSP nhưng bên kia ấy có cả Toro. Thế nên là chắc chắn là các bạn cũng sẽ biết rồi, hai bên thì sẽ là kiểu như là farm hóa với nhau các thứ thôi. Nhưng mà mình khoan được Toro ấy thì mình chăn được thằng Natalia để đến như pha này đây. Pha này thì tự nhiên mình có một pha di chuyển lên hỗ trợ cho ông top. Nhưng mà tưởng mình lên, mình tính là mình lên mình farm lính thôi. Mà ai có trẻ tự nhiên Natalia làm quả solo cứu mình luôn. Mà mình là người solo thành công nhá. Đấy, nhưng mà trận này ở ngay phút tầm đầu game ấy thì tụi mình đã để nói chung là bị thua. Nói chung là tụi mình bị thua kèo với tem bạn ấy. Mình thì cố gắng mình chơi hết sức rồi. Tem bạn nói chung là thật sự trận đấy thì tem mình buồn cười lắm các bạn ạ.
trận này tem mình nhá thì là đỡ đòn, sát thủ các thứ đầy đủ. Tem bạn, các bạn thấy không, hai thằng AD, hai thằng pháp sư mà tem mình đánh thua các bạn ạ. Vậy nên là cái nói chung là cái sai của tụi mình ở đây là gì, nói chung là lý do tại sao mà tụi mình nát như này đó chính là ao chính các bạn ạ. Kể cả pick tướng hay, pick tướng như nào nhưng mà kỹ năng kém, thua người ta thì chắc chắn là sẽ thua thôi. Đấy các bạn thấy không, 260403 đấy, thì sau hơn tầm 11 phút, nói chung là tầm mười mấy phút ạ, nói chung là mình nghĩ là tầm mười mấy phút đấy, thì tụi mình cuối cùng là tụi mình cũng đã để thua cái trận đấu này nhá. Hết cơ các bạn ạ. Lúc hồi mà vừa mới vô đầu game ấy, thấy tem bạn bích tướng thì mình tưởng là trận này tem mình win rồi, mà không hiểu kiểu gì tự nhiên càng đánh càng thua, ảo ma thật sự luôn. Mình thì bây giờ mình làm được gì với một con Mina đây? Con Mina thì chủ yếu là anti tóc biến kéo hỗ trợ cho tem, mà bây giờ này Terry bắn còn không nổi, nói chung không chết Terry được. Terry thì phải về lết mới bắn được, mà chưa kịp lết bao nhiêu thì thua rồi. Chịu tôi biết sao giờ, thua thì thua thôi. Được rồi, và sau cái trận thua vừa nãy thì chúng ta lại tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo. Đó chính là mình sẽ chơi trang phục Mina kẹo hay gẹo nha. Mà được cái mình khá là thích cái trang phục này nha các bạn. Cái kiểu dạng ngoại hình của nó ấy, mình phải công nhận là ngoại hình của Mina nhìn khá là ngầu, nên là mình thấy chơi trang phục nào cũng gọi là ok. Còn trận này thì mình lại tiếp tục DSP, nhưng mà mình lại gặp Van Heo các bạn ạ. Mà các bạn biết rồi, ở ngay trận đấu đầu tiên ấy thì mình gặp thanh niên Van Heo cũng đâu chơi nổi mình đâu. Vậy nên là trận này Van Heo gặp mình ấy thì cũng tiếp tục no hop rồi. Nhưng mà được cái ấy, là trận này ấy bên tem bạn cũng khôn. Bên tem bạn quyết định là pick con đâu, nói chung là gọi tem tới hỗ trợ để cho Van Heo đỡ phế nha. Chứ mình nói thật là trận này tem bạn mà không gánh ấy là làm Van Heo lại khỏi được farm như trận đầu tiên luôn. Được rồi, nhưng mà mặc dù tem bạn cũng gọi người gánh các thứ đấy, nhưng mà thật sự là ganh vẫn thua các bạn ạ, vẫn đánh không nổi nha. Và trận đấu này đương nhiên là lợi thế rất là cao dành cho tụi mình thôi. Thì đến như pha này đây, pha này mình lại tiếp tục có một pha 3v4 cho bạn cùng xem luôn. Hên là thằng Nata nó còn về nha, Nata nó không về có khi là cũng nằm luôn rồi đó. Đấy, tầm này nói chung chắc chắn là lợi thế hay rồi. Mình chỉ cần gặp tem mà chơi mà ok một tí là dễ đánh lắm, khỏe. Con Mina của mình khỏe đó, mỗi lần mà mình có nội tại các mình xoay đúng đã luôn. Đây, trận này đúng xanh luôn á, trận này mình chơi xanh cực. Ok, thì sau hơn 11 phút thì cuối cùng mình đã win cái trận đấu này nhá. Biết là Malok cũng khỏe đấy, nhưng mà về lết của Malok nó mới mạnh. Tập đầu game thì đánh đuối là được dễ thua không. Đấy, và mình đã lên được tinh 1, 2 sao nha các bạn. Và cùng chuyển đến với ở trận đấu tiếp theo, thì chúng ta sẽ cùng đến với skin tiếp theo của Mina luôn. Đó chính là lưỡi hái hoàng kim. Thì skin này ấy, ngoại hình ấy, ở giao diện ở ngoài thì mình thấy xấu, nói chung bình thường. Nhưng mà ở trong game ấy thì không hiểu kiểu gì, ở trong game này các bạn cùng nhìn này. Thật sự là mình khá là thích cái ngoại hình của trang phục này ở trong game nha, bởi vì mình thấy đẹp. Tự nhiên kiểu nó cảm giác nhìn nó khá là sang ấy, cái màu vàng vàng này nhìn sang cực kỳ luôn ấy. Mà trận này nha, các bạn biết gì không? Trận này mình còn gặp bên kia pick con Yasu nữa. Mà mình nói thật các bạn là rank tiếng Anh mà còn pick Yasu thì khó win lắm. Thế nên là thường mà ở ngay một trận đấu nào ấy mà mình gặp Yasu ấy, một là mình sẽ hủy. Còn gặp Yasu bên tem kia ấy thì đương nhiên là mình sẽ chơi rồi. Còn Yasu bên tem mình, một là mình cấm, hai là mình hủy nha các bạn. Chứ mình nói thật với các bạn là mình sợ Yasu ở rank thấp lắm. Rank cao nha, tính là Yasu rank cao nó còn bắn thấp, nó còn bắn còn ảo lên ảo xuống. Tầm rank chiến tướng thách đấu còn may ra, chứ mấy ông tầm cao thủ ấy cầm Yasu mình còn sợ mà. Thế nên là Yasu tầm này rank tiếng Anh thì cũng no hop thôi, chơi gì nổi các bạn. Thế nên là trận đấu này cũng không có gì khó khăn gì cho tụi mình nhá. Ok, nhưng mà trận này kéo dài cũng hơi lâu. Tính là trận này kéo dài cũng hơi lâu các bạn ạ. Trận này đáng lẽ tụi mình win sớm từ lâu rồi, nhưng mà tem bạn cứ cỏ cưa ấy. Đáng lẽ win, tính ra là thua thì thua đi. Mình nói thật là tem bạn không thể nào win nổi đấy. Nhưng mà mình thấy tem bạn kiên trì vãi, tem bạn rất là lì luôn. Thế là tụi mình phải ăn tới con Shiza. Thế là tụi mình mới bắt đầu win được cái game này nha. Được rồi, và mình lại tiếp tục được cộng thêm một sao nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Được rồi, và cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo. Đến với skin đó chính là Mina nữ thần Ai Cập. Và skin này hình như ở trong sổ số mệnh, mình nhớ là thế ấy các bạn ơi. Và skin này thì mình thấy là bình thường, nó không đẹp các bạn ạ. Skin này mình nhìn thấy cái màu của nó là bình thường ấy, nhưng mà cũng hên. Tự nhiên trận này được một cái là mình đi top các bạn ạ. Và mình sẽ đưa đầu bên kia là Ryoma nhờ. Đương nhiên là chắc chắn là Ryoma không thể ăn lại mình rồi, nhưng mà mình cũng không ăn lại được Ryoma nha các bạn. Bởi vì là con Ryoma nó cơ động quá. Nhưng mà nói về kèo ấy thì mình vẫn khỏe hơn, mình kiểu máu ok hơn, ăn mạng thì không ăn được thôi. Nhưng mà chắc chắn rồi, ăn không được thì anh ta sẽ gọi người ganh. Điển hình như pha này mình, các bạn nghĩ là mình sẽ nằm không? Mình đã có một pha tóc bí lên, mình kéo, mình khiêu khích, mình ao nhây được xg. Trời ơi, thể chơi con Mina đúng mượt luôn, pha này mà không hay thì thôi đó. Đấy, và mình bảo được mà. Nhưng mà được cái ấy,
Trận này nhá, trận này mình phải công nhận là trận này team mình ông Aoichi hay quá. Mặc dù là Ryoma đánh cũng không lại mình ngang nhau, nhưng mà nhờ Aoi ganh mình, thế là mình cũng khá là khỏe, ăn được hai mạng đã thế. Còn pha này các bạn xem này, tầm này á mình còn đấm cả được cả Gian, thì các bạn phải hiểu đấy. Công nhận là con Mina này đi top nó cũng khỏe cơ, mình thấy dạo này Mina đi top khỏe điên. Ôi win rồi các bạn ơi, trận này win chắc rồi, nhìn team bạn chơi kìa. Game cùng như tầm này nữa. Trời ơi, chơi cái gì? Tê, anh Vũ ao trình vãi. Uầy, vậy là tính ra từ nãy giờ trong tất cả các trận đấu mà đánh ao trình ấy, thì trận này là ao trình nhất các bạn ạ. Trận này team mình ai chơi cũng hay cơ. Nhất là ông Aoi nha. Ông Aoi tên cũng y chang mình, cũng nhận mong tên Vũ đánh hay thật. Cũng là Vũ kìa. Trời ơi, đánh mặt nhãn thế này cơ mà. Thôi win đi, win rồi đấy. Trời ơi, đánh đúng ao trình luôn. Công nhận con Mina đi top nó vẫn là một cái gì đấy đã nhờ. Đây là chắc chắn là mình không lấy được MVP rồi đấy. Ok, tinh 1-4 sao này. Ôi, chơi Mina lên cao thủ luôn. Được rồi, và bây giờ tụi mình sẽ cùng đến với bộ skin shit nhất của trang phục Mina luôn nha các bạn. Thì đó chính là Mina Linh Trà Yêu Vũ. Đấy, thì đây là bộ skin phải nói là đẹp nhất và đỉnh nhất cho cái bộ skin này rồi. Được rồi, và trận này cũng là trận cuối mà mình sẽ lên được tinh 1-5 sao đấy. Thế nên là mình sẽ cố gắng mình cầm cái trận đấu này mình chơi để mình win nha các bạn thôi. Bởi vì trận này quan trọng á. Không, tí nữa trận nào cũng quan trọng đấy. Rồi mà mình nghe đâu hồi xưa skin này đắt lắm. Săn skin này cũng đắt chứ không rẻ đâu. Được rồi, về ngoại hình các thứ là bởi vì đây là skin yết. Thế nên chắc chắn là nó sẽ đẹp rồi các bạn ơi. Đảm bảo nhá. Các bạn nhìn thấy không? Siêu đẹp. Bập. Đấy, cái lúc xoay của nó ấy, là mình không biết con này à, đúng rồi, con này không phải là con rồng mà là con rắn nha các bạn. Nói chung là cái hình mà mỗi lần mà con Mina này xoay ấy là nó sẽ là con rắn chứ không phải là con rồng nha các bạn ơi. Ăn luôn nha. Ăn luôn nha. Thằng này mang gì? Mang một phá à? Thôi mang một phá trâu quá. Mang một phá thì trâu quá các bạn ơi. Nhưng mà chiêu đẹp mà đúng không? Tính ra là mình thấy cái chiêu con này ấy hiệu ứng đẹp phết, nhất là cái chiêu một khi mà chúng ta xoay các bạn thấy không? Đấy, xoay nó sẽ hiện ra hình con rắn nhá. Chắc là con rắn mà đúng không? Chứ không phải con rồng đâu. Bởi vì nó tên là Mina Linh Trà Yêu Vũ mà. Rồi, đi rồi đó. Hỏi chấm nó đi mẹ. Hỏi chấm nó đi bro. Uầy mà chiêu đúng đẹp nhất là cái biến về này. Mình quên test biến về cho bạn xem nhỉ. Đây, biến về này các bạn thấy không? Con rắn mà đúng không? Nhìn con này là kiểu con rắn thành tinh à? Mina Linh Trà Yêu Vũ là con rồng hay là con rắn nhỉ? Mình không biết gọi là con rắn hay là con rồng các bạn ơi. Nên các bạn thông cảm cho mình nha, nhưng mà đẹp đúng không? Thật sự phải công nhận là cái chiêu con đẹp luôn. Rồi xong cút rồi đó. Cút rồi. Ôi! Nằm không? Rồi nằm rồi, vẫn nằm. Rồi bóng sao 1-1 là ngon rồi. Đấm nó. Ôi ôi, khỏe điên mày ní ơi. Về luôn. Ê Mina chết mợ rồi. Mina rồi. Chưa biết Mina. À đâu, chưa biết. À thằng mắt đơn ti vào đằng kia. Thôi cho tôi về các bạn ơi. Cái gì? Muốn biến về cùng nhau hay gì? Ê mà đẹp nhở. Tính ra cảm giác mà biến về cùng người có hiệu biến về cũng đẹp phết. Đẹp phết các bạn ơi. Này, đấm á. Lùi. Bắn đi bạn, bắn mạnh vào. Bắn yếu ấy. Bắn. Tự tin lên. Đúng rồi. Bóng Elano này bắn yếu quá các bạn ơi, thật. Mình kéo cho chơi nhưng bắn yếu quá. Ôi, nát trụ trên luôn rồi. Thôi, đi rồi. Ui. Thôi, quét sạch rồi các bạn ơi. AD yếu quá. AD yếu điên các bạn rồi. Cái gì đấy?
Oh, ê, win ngược. Ôi, win luôn rồi các bạn ơi, may quá. Trời ơi, tôi cứ tưởng trận này thua cơ. Ê, tự nhiên fan này tem mình ăn được con Xia là ngon vãi. Lật kèo luôn này nè, nó sợ. Phá trụ này, phá trụ này, trời ơi. Quan tâm gì nó nữa, win rồi. Ôi, tưởng thua rồi chứ. Tự nhiên lật kèo. Ê, tính ra, các bạn thấy không? Nói chung là thua ở cái chỗ con Xia ấy, các bạn thấy không? Tem bạn tự nhiên ăn Xia đúng tai hại luôn, tem bạn không đủ đam. Xong rồi Xia thì nó phá hết giáp, xong rồi mất cả giảm. Nói chung là các bạn biết con Xia nó mà cào trúng người rồi đấy. Nào là nó phá giáp này, xong rồi phá cả hồi máu này. Đấy, thế nên là ăn con Xia mà kiểu tem mình mà đang còn sống khó lắm. Được rồi, vậy là mình chỉ còn đúng một trận nữa là mình sẽ lên rank cao thủ cho các bạn. Tinh 1, 5 sao, một trận nữa là mình sẽ lên nhá. Sắp lên rồi mày đi ơi. Được rồi, sao mà mình cảm thấy cái trận cuối này giống như thua vậy ta. Tự nhiên trận đấu tiếp theo thì mình gặp tem mình pick cái gì mà tận 3 pháp sư các bạn à. Ông Flash thì không biết đi đâu đấy các bạn ơi. Được rồi mà bỏ qua đi, nói gì nói nhưng mà vẫn phải cố gắng chơi nhá. Thì ở trận đấu tiếp theo này là mình sẽ chơi đó chính là Mina trang phục sổ sứ mệnh mới nhất đấy các bạn ạ. Trận này thì mình không biết ông nào đi top thôi để cho ông kia đi top nhá. Tôi đi SP đấy các bạn ơi. Vãi nồi, đáng lẽ trận này đi top đấy. Tem tôi đâu? Ôi, bắn đi ra đi. Thấy chưa, mình bảo mà tem đánh càng về lết càng thua các bạn ạ. Ao vàng cỡ nào nhưng mà đánh càng thua nha. Con Uma nó cũng khó chịu cơ. Nice, tuyệt vời. Pick toàn pháp sư thì làm sao mà win. Mỗi thằng cái hơn chân choi là xong à. Ôi thầy, phải mình chơi con khác là được rồi. Nhưng mà bây giờ phải chơi con Mina này. Ui bay quá không bị trừ sao nha. Còn sao hồ mệnh này ngon. Được rồi, vì do trận vừa nãy mình thua ấy, thế nên là chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nha các bạn. Ê, nhưng mà thật sự phải nói ấy là vừa nãy là mình có sao hồ mệnh nên là nó cứu cho mình một sao. Còn bây giờ ấy, trận này mà mình thua là chính thức là mình rớt xuống nha các bạn. Nên là trận này nhất quyết là phải win ấy. Chơi con khác thì chắn là mình sẽ lên cao thủ từ lâu rồi, nhưng mà cầm con Mina thì không gánh được. Quan trọng là chủ yếu là phải tin tưởng vào tem các bạn ơi. Mà tem mà gặp mấy ông nào mà đánh hơi bị ưng ương cái là đi á. Đéo gì vậy? Cáo. Ủa răng cáo đâu? Ủa răng cáo đâu? À anh ta xài răng cáo rồi, đen thế. Và đấy mà có răng cáo là double kill rồi. Và đấy mà có răng cáo là double kill chắc rồi đấy. Đen đấy. Hồi trước mình hay canh được lắm nhưng mà sao bây giờ lại canh không được nhỉ? Cào. Không cào được nữa thì thôi đó. Ê, lấy được cái trụ luôn đấy. Lấy được cái trụ luôn các bạn ơi. Lấy được cái trụ luôn. Ôi, nằm rồi. Đâu sao? Thôi. Trời ơi, dữ vậy à? Nhà nè. Ráng ăn mục tiêu được. Chất tướng với tem mình ấy cực kỳ khỏe nhá. Quan trọng là tem mình đánh làm sao cho các bạn ạ. Chứ mình nói thật là 5 năm ấy tem mình có bắt khỏe điên. Trong kênh các bạn ạ. Đấm nó nhá. Kiểu gì nó cũng đi rồi. Nhà kìa. Hai. Ôi mất trụ rồi. Ơ giáo gì đấy. Hay kìa. Trời ơi trâu chưa. Đấy các bạn thấy không, chất tướng khỏe lắm. Càng về sau đánh càng khỏe mà. Ăn mục tiêu đi. Trời. Bắn nó. Hay. Rồi, hay rồi. Về, rút quân đi, nằm đấy. Ôi giời ơi, ngu ấy nhở, sao mình còn kéo nó nhở. Tự nhiên pha đây mình kéo nó xong rồi mình nằm theo luôn. Trời.
Ngu đi. Ngu vãi. Hay. Ê Queen, lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Ê, win luôn ấy, win được luôn ấy các bạn ơi, win được luôn ấy. Win luôn ấy. Từ từ, thằng Murat 3 giây nha, lấy được cái trụ châu cấp ấy. Thế rồi. Khó ấy. AD mình xanh này, chắc là bây giờ mình chỉ cần nhìn AD mình cover cho AD thôi các bạn ạ. Cover cho AD là được. Your team has destroyed a tower. Hay kìa. Trời ơi. Hay chưa. Ôi lật kèo đấy. Mình bảo mà chất tướng tem mình khỏe lắm. Chất tướng tem mình khỏe chắc chắn là sẽ ăn được. Ủa. Lên nhầm đồ này à. Rõ hụt rồi. Từ từ phá chú, cái bắn người đi, có lính đâu. Bắn nó, bắn nói này, win rồi, từ từ thôi, không cần vội. Nice. Ui lật kèo rồi. Lật kèo các bạn ơi. Ui. Mình bảo mà, mình tự tin là mình cũng nghĩ là trận này thắng đấy. Trận này chất tướng tay mình khỏe mà, con bắt là win. Con Triệu Vân mạnh lắm. Ôi, công nhận, đúng là chơi mấy con tướng này mà lên được cao thủ mới gọi là mắn nhãn này các bạn ơi. Nice, cao thủ rồi. Ôi lại MVP. Các bạn thấy chất chưa? MVP thôi. Được rồi, vậy là cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong là chơi tất cả skin Mina leo lên cao thủ các bạn ạ. Đấy, vừa tròn đủ 6 cái bộ skin của con Mina này luôn. Được rồi, còn thì bây giờ nếu như các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình, nó chính là một cái like và một cái đăng ký nha các bạn ơi. Vậy các bạn những cái series chơi tất cả skin tiếp theo của mình nhá.